chào các em, hôm nay cô mời các em cùng làm cái đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 3, thời gian là 60 phút. Đầu tiên mình sẽ làm phần A lớn là kiểm tra đọc, nghe, nói. Một là mã đọc thành tiếng. Ở mục này các em có thể đọc một đoạn trích trong bài tập đọc đã học trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi hoặc đọc một đoạn văn thích hợp ngoài sách giáo khoa. Đề này thì không có trình bày nội dung của phần đọc thành tiếng. Rồi tiếp theo mình sẽ qua phần 2 la mã là đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt. Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Hành trình của hạt mầm. Mảnh đất ẩm ướt bao phủ tôi, nơi đây tối om. Tôi thức dậy khi những hạt mưa rơi xuống mặt đất chật chội. Lúc ấy tôi bắt đầu tò mò. Tôi tò mò về độ lớn của bầu trời, tò mò về mọi thứ ngoài kia. Trời lại đổ nhiều mưa hơn. Những giọt mưa mát lạnh dội vào người tôi thật thoải mái. Sau cơn mưa ấy, tôi đã cố gắng vươn lên một chút. Được một chút, giờ đây tôi đã có một chiếc áo màu xanh khoác trên người. Sau một tuần, tôi đã làm một mầm cây, sự khởi đầu to lớn của cuộc đời tôi. Trên người tôi giờ có một chiếc lá xanh, xanh mát. Bây giờ tôi biết được thế giới bên ngoài. Bầu trời bao la rộng lớn và có màu xanh biếc xinh đẹp. Mát lạnh những giọt mưa, mát lạnh những giọt nước mọi người dành cho tôi. Nhưng những điều ấy không phải là tất cả tôi cần. Tôi cũng cần tình yêu thương quý báu của con người. Tiếp viên câu lạc bộ ngôn ngữ và hay huy trường Brandon. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm là em trả lời câu hỏi làm bài tập theo một trong hai cách sau. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn. Thứ hai là viết ý kiến của em vào chỗ trống. Rồi mình sẽ làm câu số 1. Nhân vật xưng tôi trong đoạn văn trên là ai? A. Hạt mầm. B. Hạt mưa. C. Mảnh đất. D. Bầu trời. Thì cái nhân vật xưng tôi trong đoạn văn trên đó là hạt mầm. Như vậy mình sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu số 2. Điều gì khiến cho hạt mầm thức dậy? A. Bàn tay chăm sóc của con người. B. Mặt đất ẩm ướt. C. Bầu trời rộng lớn. D. Những giọt sương mát lạnh. Thì ở trong đoạn văn trên, hạt nảy mầm thức dậy bởi vì những giọt mưa mát lạnh. Thì ở đây mình sẽ chọn là câu D. Rồi tiếp theo câu số 3. Hạt mầm đã phát triển thay đổi như thế nào? A. Từ hạt mầm được ngâm ủ trong nước nảy lên những lá vàng. B. Từ hạt mầm nhú thành mầm cây với những chiếc lá xanh. C. Từ hạt mầm được rang chín nhú thành mầm cây xanh tốt. D. Từ hạt mầm bị uống nước mưa đến tối đen. Thì chúng ta thấy rằng hạt mầm đã phát triển thay đổi ra từ hạt mầm nhú ra thành mầm cây với những cái chiếc lá xanh. Như vậy ở đây mình câu 3 này mình sẽ chọn là đáp án B. Rồi tiếp theo câu 4. Mầm cây thực sự cần điều gì? A. Tình yêu thương của con người. B. Những cơn mưa mát lạnh. C. Những tia nắng ấm áp. D. Những chất dinh dưỡng. Thì ở đoạn văn trên
Ngoài những cơn mưa, những tia nắng, những chất dinh dưỡng thì mầm cây thật sự cần điều gì nhất? Đó chính là tình yêu thương của con người sẽ chăm sóc cho cây. Như vậy mình sẽ chọn là đáp án A. Rồi, tiếp theo câu số 5. Theo em, tại sao cây lại cần tình yêu thương quý báu của con người? Thì như ở câu trên câu 4 cô đã nói thì ngoài các yếu tố như là đất nước không khí thì để duy trì cái sự sống thì cây cần có tình cảm yêu thương của con người vì con người để được con người vun trồng được chăm sóc bảo vệ thì cây mới được phát triển. Như vậy mình sẽ nêu như thế này thì ở câu 5 là tại sao người ta nêu hỏi là tại sao lại cần tình yêu cây lại cần yêu tình yêu thương quý báu của con người thì ngoài các yếu tố như đất nước không khí để duy trì sự sống cây còn cần tình yêu thương của con người để được vun trồng nè, được chăm sóc nè, được bảo vệ và được phát triển. Như vậy mình đã làm xong câu số 5. Rồi bây giờ mình tiếp theo sang câu số 6. Em đã làm những gì để góp phần chăm sóc bảo vệ cây xanh? Thì đó là em luôn có ý thức bảo vệ cây xung quanh, cây cối xung quanh như là không ngắt cành, không bẻ lá, không xả rác xung quanh gốc cây, tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng của trường, lớp phát động, chăm sóc những chậu hoa, cây cảnh ở vườn nhà. Đó, đây là những cái điều mà chúng ta cần để góp phần chăm sóc bảo vệ cây xanh. Rồi tiếp theo mình sang câu số 7. Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa? A. Mảnh đất ẩm ướt giúp hạt giống nảy mầm. B. Bầu trời bao la rộng lớn có màu xanh biếc. C. Cô bé hạt đậu đang ngủ say trong lòng đất. D. Trời càng ngày càng đổ mưa nhiều hơn. Thì ở đây chúng ta đọc qua bốn cái đáp án này thì chúng ta thấy rằng câu C có hình ảnh nhân hóa đó là hạt đậu như một cô bé rồi đang ngủ say trong lòng đất. Thì hoạt động mà người ta nhân hóa là giống như là một cô bé mà cô bé lại đang ngủ say trong lòng đất nữa. Như vậy ở câu 7 này mình sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 8, hãy nối vế câu ở cột A với bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào thích hợp ở cột B. Thì ở đây chúng ta có hai cột, đó là cột A hạt mầm bừng tỉnh, B hai chiếc lá bé tí nhú ra, mầm cây khẽ đung đưa. Cột B là khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, khi được những hạt mưa mát lạnh đánh thức, khi hạt mầm vươn mình khỏi mặt đất. Thì đầu tiên hạt mầm bừng tỉnh thì khi nào nè? Khi được những hạt mưa mát lạnh đánh thức. Như vậy mình sẽ nói từ cái cột A này, cái cột là bên cột A nói với ý của cái ô thứ hai của cột B. Rồi tiếp theo, hai chiếc lá bé tí nhú ra thì khi nào? Khi hạt mầm vươn mình khỏi mặt đất. Như vậy mình sẽ nói với bên đây, nói với cái ô thứ ba. Rồi tiếp theo cái ô mầm cây khẽ đung đưa thì còn khi nào? Khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Như vậy mình sẽ nói
Rồi, như vậy mình đã làm xong câu số 8. Tiếp theo mình sang câu số 9. Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống. A. Khi vươn lên khỏi mặt đất tối ẩm, mầm cây reo lên khe khẽ, bầu trời sẽ đẹp đẽ quá. Thì ở đây mình sẽ điền đó là dấu 2 2 chấm. Thì ở phía sau cái câu này mình sẽ ở câu trong dấu ngoặc kép này đó là một cái câu nói, thì mình sẽ điền dấu 2 chấm. Rồi tiếp theo câu B. Cây xanh muốn phát triển cần có các điều kiện như sau: đất, nước, không khí, ánh sáng. Thì ở đây mình cũng điền là dấu 2 chấm, tức là cũng liệt kê. Mình sẽ điền là dấu 2 chấm. Rồi tiếp theo mình sang câu số, mình sang phần B lớn, kiểm tra viết. Một là mã nghe, là chính tả nghe viết. Thì cái phần này ở lớp sẽ cô giáo sẽ giáo viên sẽ đọc cho các em nghe và các em sẽ viết chính tả. Rồi bây giờ mình đọc sơ qua. Lâu đài cổ tích, cô công chúa vẫn cười tinh nghịch, nhìn hoàng tử bằng ánh mắt biết xanh. Câu chuyện cổ với hạnh phúc tốt lành đã giữ lại trong tim mình thơ ấu. Đã xa rồi bao tháng năm miêu dấu, qua những mùa trăng thương nhớ không tên. Tóc buông lơi qua vai nhỏ ấm mềm, đành cất lại trong lâu đài cổ tích. Dương Thúy Chinh. Rồi, như vậy đó là bài chính tả. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần 2. Nam mã đó là tập làm văn. Em hãy tưởng tượng mình đang ngồi trên một con tàu bay vào vũ trụ, hình dung và tả lại những gì em nhìn thấy xung quanh. Thì ở đây có một bài tham khảo thì các em có thể xem qua. Em rất thích những buổi tối mùa hè, ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao. Bà thường chỉ cho em thấy đâu là ngôi sao thần nông, đâu là ngôi sao bắt đẩu. Màn đêm lúc đó giống như một tấm thảm nhung, được đính biết bao nhiêu kim cương sáng chói. Vẻ đẹp kỳ diệu ấy khiến cho em khao khát được khám phá không gian đằng sau những đám mây đó, và ao ước một ngày mình có thể bay vào vũ trụ để thỏa mãn ước mơ. Em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang được ngồi trong con tàu vũ trụ chuẩn bị bay vào không gian. Sau một tiếng động lớn thì em thấy con tàu dịch chuyển dần dần và bút lên không trung. Qua ô cửa kính em nhìn thấy phía ngoài những đám mây như làn sương khói. Thế mà khi nhìn từ mặt đất, em tưởng như chúng đặc như keo, dày và nặng. Một lúc sau, em thấy người nhẹ bẩn. Cả người và mọi vật trong con tàu cứ thế lơ lửng. Vì tàu đã ở ngoài vũ trụ nên không còn chịu ảnh hưởng của trọng lực từ trái đất nữa. Nhìn từ vũ trụ, trái đất đẹp biết bao, trông như một quả cầu khổng lồ
với những màu sắc đẹp đẽ tươi tắn. Những đại dương bao la tạo nên sắc xanh huyền bí, khiến trái đất nổi bật giữa vũ trụ mênh mang. Các đám mây trắng vờn quanh càng tăng lên sự huyền ảo. Từ vũ trụ, những ngôi sao cũng to hơn và sáng lấp lánh. Vẻ đẹp đó khiến em chỉ muốn đắm mình sâu hơn vào không gian thiên thần ấy. Thì cô đã cùng các em cùng xem làm qua một cái đề tiếng Việt lớp 3 của học kỳ 2. Thì sau khi xem xong, nếu em các em thấy hay thì nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thùy Liêm để được xem những video mới nhất nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.